Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Hà Văn Khanh, số điện thoại là 0165, ba số cuối là 909, tại Chupa Gia Lai đã hỏi như sau. Vườn điều 200 cây, được 5 năm tuổi, từ năm ngoái đến giờ thì 80% cây ra chồi non, bị hiện tượng là chết thâm đen lại, sau đó nếu ngọn nào ra hoa được thì hoa đấy cũng chết và bị thâm. Lá cây thì bị đốm vàng, đã dùng carbendazim cộng với thuốc trừ sâu nhưng thấy không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa anh Khanh, câu hỏi của anh đã được tiến sĩ Đinh Văn Thành trả lời như sau. Đây là cái triệu chứng của cây đã bị cái bệnh do nấm thán thư gây hại. Thế và thán thư ở đây thì có một điều là anh nói là anh đã dùng các carbendazim. Thì xin thưa với anh là các carbendazim là hợp chất mà Bộ Nông nghiệp đã cho phép cấm, không được sử dụng ở trong ngành bảo vệ thực vật nữa. Cho nên là anh nên từ bỏ, không nên dùng các carbendazim vào bất kỳ một cái cây nào, kể cả cây công nghiệp dài ngày, kể cả cây rau, cây lúa, mọi cây. Tại vì đã là hoạt chất cấm rồi thì chúng ta không nên dùng nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các carbendazim lại cộng với thuốc trừ sâu, đây là bệnh. Nên là dùng thuốc trừ sâu lại còn sai một lần nữa. Đấy. Thế tức là chúng ta xác định là bệnh rồi thì chỉ có thuốc bệnh thôi. Các carbendazim là thuốc bệnh nhưng mà lại là thuốc cấm. Cho nên là cả hai cái này đều không được. Thế thì bây giờ để sử dụng để hạn chế cái bệnh thán thư trên cây điều thì đây cũng là cái bệnh rất là phổ biến ở trên một số cây ăn quả nói chung và cây điều nói riêng. Thì cái việc đầu tiên thì bà con cần lưu ý một số những cái việc cần làm ngay. Ví dụ cái thứ nhất là cái cây điều là cái cây lâu năm mà tán của nó rất là to, rất rộng. Nếu càng lâu năm thì càng rộng. Cho nên là chúng ta thường xuyên phải tỉa cành tạo tán để cho cái vườn nó phải khô, phải thoáng. Và quan trọng nữa là chúng ta tỉa bớt cái cành lá rậm đi để ánh sáng mặt trời nó có thể chiếu xuống phía dưới tán cây được. Thì đấy là đấy mới là cái vườn điều có thực hiện được đúng các cái biện pháp kỹ thuật mà người ta yêu cầu là phải đối với cây điều như vậy. Cái thứ hai nữa là trong cái mùa mưa chúng ta cần thường xuyên là tỉa cành thoát nước cho nó triệt để và cỏ không được để trong vườn, đặc biệt là những cái vườn mà đã khép tán rồi thì nếu anh để cỏ thì ẩm độ nó lên rất cao. Đấy, ẩm độ cao thì nó sẽ là làm cái điều kiện để rất thuận lợi cho nấm bệnh cũng như vi khuẩn nó phát triển. Đấy, thế thì cần trừ cỏ nhưng không dùng thuốc trừ cỏ. Chúng ta dùng những cái máy cắt cỏ mini, chúng ta cắt hết đấy. Đấy, thì nó sẽ thoáng. Cái thứ ba nữa, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật và tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ, phân xanh, phân chuồng, phân vi sinh thì nó sẽ tốt hơn là dùng phân hóa học. Đấy. Thế còn cái đối với lại cái bệnh này thì chúng tôi khuyến cáo bà con là nên sử dụng, đã có cái triệu chứng bệnh rồi thì khi có chớm có cái triệu chứng bệnh thì chúng ta sử dụng một trong bốn cái hoạt chất này: difenoconazole, propiconazole, chlorothalonil hoặc là propinef. Đấy là thuốc, những cái thuốc mà tương đối là có hiệu quả đối với cái bệnh nấm thán thư. Đấy, cho nên là bà con phun ít nhất là 2 lần và cách nhau là 7 ngày. Đấy. Thế ngoài ra thì những cái biện pháp hỗ trợ khác bà con nên tiến hành cho đồng bộ thì sẽ hạn chế được cái bệnh này.